Hello, chào bạn đến với chuỗi video về khẩu ngữ tiếng Anh thông dụng. Bạn biết không, với những người bản xứ, họ thường xuyên sử dụng những câu từ này để trò chuyện cùng với nhau. Và việc bạn học ngoại ngữ để giao tiếp một cách đó là dễ dàng và thực tế hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những cái khẩu ngữ, những cái câu nói thường dùng nhất hàng ngày. Và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên. Và trong chuỗi video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để nói 365 câu. Và với 365 câu đó thì bạn sẽ tăng thêm được cái vốn từ vựng của mình từ 500 cho đến 1.000 từ vựng. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào ngày đầu tiên. Ở đây, phương pháp mà chúng ta sử dụng đó chính là phương pháp tiếp cận. Phương pháp tiếp cận có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc mà bạn ghi nhớ, việc mà bạn lặp lại những cái câu nói đó thì nó sẽ được dần dần ngấm sâu hơn vào trong não bộ của các bạn, và cho đến khi mà bạn có thể bật ra, bạn có thể nói ra được những cái câu mà giao tiếp một cách đó là dễ dàng và hiệu quả. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên chúng ta có từ absolutely. Absolutely. Hãy đọc cùng mình nhé. Absolutely. Absolutely. Nó có nghĩa là đúng thế, vậy đó, đương nhiên rồi, chắc là vậy rồi. Ví dụ, absolutely, life is great. Đương nhiên rồi, cuộc sống rất là tuyệt vời. Absolutely. Từ tiếp theo, absolutely impossible. Absolutely impossible. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó. Từ possible có nghĩa là có khả năng, nhưng impossible là không có khả năng. Lại còn thêm absolutely impossible, tức là không có khả năng. Ví dụ, you want to change the world? Absolutely impossible. Bạn muốn thay đổi thế giới á? Tuyệt đối không thể có khả năng đó. Được chưa? Absolutely impossible. Không thể nào. Tiếp theo, all I have to do is learning English. All I have to do is learning English. Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh. All I have to do is learning English. Ở trong trường hợp câu này thì bạn có thể nối âm từ all và từ I. Chúng ta có là all I. All I have to do is learning English. Very good. Câu tiếp theo, are you free tomorrow? Trường hợp này các bạn chú ý lên giọng ở từ tomorrow. Are you free tomorrow? Mai cậu rảnh không? Are you free tomorrow? Good. Next, are you married? Are you married? Ông đã lập gia đình chưa? Are you married? Are you used to the food here? Are you used to the food here? Cậu có ăn quen đồ ở quán này chưa? Are you used to the food here? Cậu có ăn quen đồ ăn ở quán này không? Are you used to the food here? Be careful. Be careful. Cẩn thận nhé. Chú ý nhé.
Be careful. Be careful. Be my guest. Be my guest. À, hãy tưởng tượng là bạn đến chơi nhà của một ai đó trong lần đầu tiên và bạn còn cảm thấy khá là ngại, a little bit shy or very shy. À, một chút ngại hoặc là rất là ngại. Và sau đó thì chủ nhà nói bạn rằng là be my guest, hãy tự nhiên nhé, đừng khách sáo. Be my guest. Be my guest. Better late than never. Better late than never. Muộn còn hơn không. Muộn tốt hơn là không đến. Được chưa? Better late than never. Ở đây chúng ta có thể hình dung là bạn đã rất lâu rồi bạn chưa có học tiếng Anh, được chưa? Có những cái trường hợp mà học viên đến với mình thì họ tầm khoảng cỡ 50 tuổi hoặc là 60 tuổi. Và sau đó thì có nhiều người thì họ nói rằng vậy tầm tuổi này học tiếng Anh làm gì? Đã quá muộn rồi. Nhưng bạn biết không, khi thế giới thay đổi và khi mọi thứ có thể trở nên gần hơn đối với bạn thì việc học tiếng Anh cũng tuyệt vời hơn là không học. Better late than never. Better late than never. Muộn còn tốt hơn là không bao giờ. Better luck next time. Better luck next time. Chúc cậu may mắn lần sau. Chúng ta chú ý từ next thì nhiều khi người Việt chúng ta sẽ đọc là next, next, để cho nhưng đọc chính xác chúng ta đọc là next, next. Better luck next time. Better luck next time. Chúc cậu may mắn lần sau. Tức là bạn tham gia một cuộc thi nào đó. Ví dụ như chúng ta hay chơi đó, chơi đánh bài cùng với nhau chẳng hạn, được chưa? Và trong cái lần mà chơi đó thì bạn bị thua, sau đó những người bạn của mình có thể là mỗi người lấy được 1.000 của bạn chẳng hạn, được chưa? Thì sau đó họ nói rằng là better luck next time, chúc cậu may mắn lần sau. Tiếp theo, better safe than sorry. Better safe than sorry. Cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót lớn. Better safe than sorry. Nào, hãy nghĩ về việc khi mà bạn đang sử dụng một chiếc máy, có thể là một chiếc máy đang say, đang say hoa quả chẳng hạn, để ra say sinh tố chẳng hạn. Và đương nhiên nếu như bạn không cẩn thận để ra thì bạn cũng có thể là say nhầm một cái gì đó, có thể bạn cho con dao vào trong đấy chẳng hạn và nó hỏng luôn chiếc máy. Thì ở đây chúng ta sử dụng câu better safe than sorry, cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót lớn đấy. Can I have a day off? Can I have a day off? Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không? Vào một hôm khi đi làm nhưng chẳng may bạn bị ốm, bạn rất đau đầu và khi đó bạn gọi điện cho cái người quản lý của bạn, the manager, and you ask, can I have a day off? Can I have a day off? Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không? 1, 2, 3. Can I have a day off? Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không? Ở đây chúng ta chú ý phần nối giữa từ can và từ I, can I, từ have và từ a, have a, can I have a, can I have a day off? Và lên giọng ở cuối câu off, off. Ok, từ này khác với từ of bạn nhé. Từ of nó chỉ có một âm f thôi, là of, còn đây là off. Can I have a day off? Tiếp theo, can I help? Can I help? Cần tôi giúp không? Can I help? Cần tôi giúp không? Giả sử bạn đang đi ở trên đường và sau đó bạn nhìn thấy có một người đẩy một chiếc xe rất nặng về phía trước và họ rất khó khăn để đẩy cái chiếc xe đó. Và bạn đi tới gần hơn và bạn nói can I help? Can I help? Cần tôi giúp không? Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài học
ngày đầu tiên trong chuỗi 365 câu khẩu ngữ tiếng Anh thông dụng. Và ở trong phần này, bạn chỉ cần đơn giản là hãy tạm dừng sau mỗi câu để nhắc lại từ 3 cho đến 5 lần, đồng thời thì hiểu được cái ý nghĩa khi nào chúng ta sử dụng những câu đó. Và cái việc mà chúng ta tiếp xúc thật nhiều với những cái câu khẩu ngữ mà thường xuyên được sử dụng như vậy, thì sau một chuỗi thời gian, bạn sẽ gom lại được rất nhiều những câu mà có thể giúp cho bạn giao tiếp một cách dễ dàng và thoải mái hơn với lại người nước ngoài. Nếu như bạn cần hỗ trợ thêm về việc là hướng dẫn học từng ngày để kết hợp được tất cả những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tất cả những kỹ năng đó và tăng trưởng một cách đáng kể, thì hãy tham gia vào chương trình học tiếng Anh online thử thách tiếng Anh 90 ngày. Ở trong chương trình thử thách tiếng Anh 90 ngày, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từng ngày một học gì, luyện tập như thế nào và chỉnh sửa cho bạn. Chúng tôi có một cái nhóm kín của những người học thử thách tiếng Anh 90 ngày và sẽ trích sửa được cho bạn và cam kết về cái chất lượng, đảm bảo là bạn sẽ tiến bộ cực kỳ nhanh chỉ sau khoảng thời gian là 3 tháng về toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. AudioJungle.